AK6 thì thêm video review dòng xe Exciter từ đời 2006 đến đời 2010 với phần đèn đờ mi trước lắp đặt quả tiết LED LED, hoạt động hai chức năng đờ mi một màu và xi nhan một màu kết hợp hiệu ứng chạy xi nhan. Phần quả tiết LED và màu sắc LED ở chế độ đờ mi và xi nhan các bạn tùy chọn khi lắp đặt và có các màu để các bạn chọn lựa: trắng xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Ở video bạn đang xem đờ mi xanh dương và xi nhan chuyển sang vàng kết hợp hiển chạy. Và đây là toàn bộ sản phẩm sau khi được làm hoàn thiện. Đây là bộ đèn anh em mới xa gửi tới làm nên shop quay cho các bạn xem rõ phần đèn, không đặt hoàn thiện lên xe, quay cho bạn video review hoàn chỉnh và các bạn xem rõ. Đối với những anh em mới xa chỉ việc tháo đèn gửi xuống hoặc là đặt mua một cụm chó đèn mới, shop làm hoàn thiện cho các bạn như đã đặt hàng và gửi về, các bạn chỉ việc lắp đặt lên xe và sử dụng. Ban ngày khi bạn chưa mở đờ mi, các bạn bật xi nhan, các bạn thấy rõ lúc này quả tiết LED LED hiển thị màu vàng và kết hợp hiển chạy xi nhan. Và đặc biệt tốc độ chạy nhanh chậm hay là chiều chạy từ dưới lên trên hoặc là từ trên xuống dưới, các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Lúc này là ở chế độ xi nhan, ban ngày chưa mở đờ mi. Khi bạn tắt xi nhan, đèn tự động tắt đèn, tương tự phần còn lại. Đây là xi nhan phần còn lại. Đây các bạn thấy rõ. Lúc này là đang ở chế độ xi nhan. Bây giờ ban đêm các bạn mở đờ mi tương ứng công tắc đèn ở nấc đầu tiên. Các bạn thấy rõ lúc này toàn bộ quả tiết LED LED hai bên sáng đèn màu xanh dương. Với phần quả tiết 3 mũi tên. Bây giờ đang ở chế độ đờ mi hai bên cùng sáng đèn, các bạn bật xi nhan bên nào, bên đó tự động tắt màu xanh và chuyển sang màu vàng, kết hợp hiển chạy xi nhan như ban đầu. Đây, bên trái màn hình các bạn đang xem là tín hiệu xi nhan, bên phải màn hình vẫn hiển thị ở chế độ đờ mi. Mình xin nhắc lại là phần quả tiết LED cũng như màu sắc LED ở chế độ đờ mi và xi nhan, các bạn có thể chọn lựa trong các màu trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Và tốc độ chạy nhanh chậm cũng như chiều hướng chạy của LED từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên, các bạn tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Bây giờ khi bạn tắt xi nhan, đèn tự động tắt màu vàng và chuyển về màu xanh ở chế độ đờ mi ban đầu. Tương tự với phần xi nhan còn lại. Đây các bạn xem rõ lúc này tín hiệu xi nhan cùng với hiệu ứng chạy của xi nhan. Đây được gọi là LED LED hoạt động hai chức năng đờ mi một màu và xi nhan một màu kết hợp hiệu ứng chạy. Và sản phẩm các bạn đang xem là trên dòng xe Exciter từ đời 2006 tới đời 2010. Khi bạn tắt xi nhan, đèn tự động chuyển về chế độ đờ mi ban đầu. Đối với những xe có chế độ hazard, hai bên xi nhan cùng chớp tắt, thì khi bạn bật hazard các bạn thấy rõ hai bên đèn tự động chuyển sang màu vàng và cùng thực hiện hiển chạy. Đây là hai xi nhan trước, lúc này đang mở chế độ đèn hazard. Đây là đối với những xe có chức năng đèn hazard. Hazard là như thế nào? Hazard là 4 xi nhan trước sau chớp tắt cùng lúc. Đối với đèn có hiển chạy thì phía trước sẽ là hiển chạy, phía sau sẽ là chớp tắt. Khi bạn tắt hazard, đèn tự động chuyển về bình thường. Video được thực hiện bởi AK Shop.